Dạ, cảm ơn chị. Dạ, mẹ. Có gì đâu mà rung, có chị Tường ở đây mà rung cái gì không biết nữa rồi. Ngồi xuống đi cơ. Mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin giới thiệu, mình tên là Lê Ngọc Hải ha. Sinh năm 1985. Hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hải đang làm công việc gì? Em thì làm bên tòa án nhân dân. Làm nhiệm vụ gì? Dạ, làm thẩm phán. Thẩm phán tòa án nhân dân. Chuyên xử về cái gì? Nói chung là chuyên làm án về dân sự, hôn nhân gia đình, rồi kinh doanh thương mại. Trời ơi, là có từng giải quyết nhiều vụ ly hôn chưa? Dạ có. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với tình yêu của mình. Một người cầm cân nảy mực, nhưng giải quyết những vấn đề ly hôn khi nói đến chuyện tình yêu hôn nhân và gia đình, bạn ấy sẽ chia sẻ điều gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Tôi thấy hơi gây cấn rồi đó. Đùa chứ quê Hải ở đâu? Gia đình thì vô đây sinh ra và sống ở Bình Phước. Có hay về quê không? Dạ cũng thường về quê chị. Vậy là em ở với ai ở thành phố này? Em ở một mình chị. Nhà của mình hay nhà trọ hay nhà của nhà nước hay nhà của tòa án? Nhà của mình chị. Bình thường mình hỏi người ta nhiều, bữa nay giống như mình bị hỏi cung là vậy ha. Vui ghê. Trời, thẩm phán đẹp trai quá chừng. Rồi mời em. Em tên là Thu Trâm. Dạ em đến từ Đồng Nai. Em sinh năm 1984 ạ. Công việc của em là làm kế toán ạ. Em có ngại khi quen bạn trai nhỏ hơn không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác ạ. Đúng rồi. Mà già 60 tuổi nói tới tình yêu đôi mắt còn long lanh. Trời ơi, già 60 tuổi tình yêu mắt còn long lanh. Chết anh rồi, thẩm phán nha. Hiện tại gia đình ở đâu? Dạ hiện tại gia đình em sống ở Đồng Nai ạ. Phía cuối Đồng Nai giáp với Bảo Lộc Lâm Đồng ạ. Hả? Hiện là giờ cuối Đồng Nai giáp Bảo Lộc Lâm Đồng? Dạ. Khu vực của em là cũng gần rừng quốc gia Nam Cát Tiên. À, hôm nay lên đây là ghi hình chương trình thôi rồi về lại với dạ, đó. Dạ đúng rồi ạ. Rồi về khoảng cách địa lý như vậy em thấy có gì e ngại không? Dạ nếu mà có tình cảm thì xa cũng không vấn đề gì chị. Lấy anh bên này mình có chịu theo chồng không? Không sao ạ. Công việc mà yêu cầu ấy thì em cũng thay đổi được ạ. Có nghĩa là lấy chồng sẽ theo chồng được, miễn dạ. Có yêu nhau là đi hết phải dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi giờ chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nè. Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ. Còn nhược điểm của em là hơi nóng tính, dễ xúc động. Dạ, tật xấu của em dễ ngủ ạ, hay quên. Còn em? Điểm mạnh của em thì nói chung là sống tử tế, hiền lành, nhẹ nhàng, không có nóng tính. Điểm yếu của em thì hay là mau quên. Hoặc là chơi thể thao, mình làm nhục sức khỏe quá, chơi quá sức. Đá banh hay là tennis gì đó là cũng nói chung chơi nào nó đã thôi. Rồi sao mỗi lần quá sức có bị ảnh hưởng gì không? Dạ không, cũng bình thường chị. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua một lần ly hôn rồi. Trời ơi, xử ly hôn mà trải qua một lần ly hôn. Mình phải sâu sát mới. À sâu sát luôn hả? Mà bao lâu rồi? Quen được 3 năm mà chị. Chung ly hôn 3 năm. Ly hôn 3 năm. Hôn nhân đó kéo dài cũng 8-9 năm vậy chị. 8-9 năm. Rồi có cháu nào chưa? Dạ em cũng có hai bé rồi. Con gái thì học lớp 3. Còn bé trai nhỏ thì 5 tuổi. Hiện giờ mấy bé sống với ai? Thì hai bé hiện giờ là sống với mẹ. Sao mình không có giành quyền nuôi được bé nào hết vậy? Trước thì hai chồng cũng thỏa thuận là mỗi người nuôi một bé. Rồi sau đó ra tòa thì mẹ nó mới kêu thôi để cho hai đứa sống chung cho nó vui. Thì nên để cho mẹ nuôi thì mình phụ cấp dưỡng hàng tháng cho con. Có chu cấp đầy đủ không? Dạ, chu cấp đầy đủ. Mà nguyên nhân là sao hai người chia tay? Nguyên nhân là cô ấy cũng nóng tính, hơi nóng tính. Vậy cái cách của em thì nó nhẹ nhàng thôi, không có cư xử nóng nảy. Rồi cái cách dạy con cũng nóng nảy nên nó không... Cổ hay nóng tính. Dạ. Đó là thì lỗi nó... của cổ, còn phía em lỗi của em là cái gì? Em thì lúc đó em nói chung là em không có hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Thì cũng không biết cách để chỉ cho em cổ như thế nào đó. Chứ thật ra cổ cũng không muốn ly hôn là em quyết định vậy. Em quyết định ly hôn. Dạ. Là tại vì em không chịu được cái sự nóng tính của cổ. Dạ. À, tính em cứ điều em cứ vô cảm điều vậy thôi. Vui vô cảm vậy. Vui điều người ta giận dữ kệ người ta. Cổ nóng tính cô chửi rủa mình xin mặt em mình cứ cười điều nên hai người điên nhau đúng không? Đúng không? Cái kiểu vậy đúng không? Dạ thì nóng nên em không nói thôi. À, cổ nóng cô nói mình cổ. Dạ. Rồi vậy ta càng nóng dữ nữa, kiểu vợ nói mà chồng cứ cười im còn điên máu lên dữ nữa. Vậy là em châm dầu vô lửa cho cổ điên thêm. Đâu phải ai vậy chị, chắc chị vậy chị nghĩ. Chị vậy chị nghĩ. Chị
Hay quá ha. Đó luôn ha. Tình trường của em như thế nào? Khi em sinh em bé được khoảng 4 tháng thì em cũng ly hôn. Cũng ly hôn luôn rồi? Dạ. Ly hôn bao lâu rồi em? Dạ khoảng 9 năm. Mình được mấy cháu? Em có một bé trai. Rồi bé sống với ai? Dạ em sống với em ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ bé 9 tuổi. Lúc đó cái quan hôn nhân đó là kéo dài trong thời gian bao lâu? Dạ 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Hết niềm tin yêu. Có đối tượng thứ ba không? Dạ cũng có một chút xíu. Nói chung là hai bạn cũng đã từng vậy là cũng cùng chung cảnh ngộ rồi. 9 năm là một thời gian rất dài vậy. Chín năm qua mình có thêm mối quan hệ nào khác không? Dạ, tại vì thứ nhất em đi hôn trong giai đoạn con em còn nhỏ quá, mà em nuôi con thì mất 5 năm là để em toàn tâm là chăm sóc cháu. Rồi sau đó tiếp đến là em tập trung vào kinh tế. Bây giờ anh có gia đình mới chưa? Dạ có rồi ạ. Thế giờ đến với chương trình ngày hôm nay thì em mong muốn tìm một cái người bạn gái của mình là người như thế nào? Về tính tình phải hiền lành, không có nóng tính quá, có khuôn mặt nó phúc hậu chút, dễ nhìn chút, cũng không quan trọng là cao thấp mập ốm gì, nhưng mà nó cũng cân đối chút xíu, hài hước một chút. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn anh vừa nói thì cũng khá phù hợp với những gì em mong muốn. Phù hợp. Chỉ cần khuôn mặt phúc hậu. Thực ra tính em thì em hay nhịn, nhưng mà cái gì nhịn quá thì nó sẽ hay có cái sự là bộc phát. Ok, đây em nhìn thử coi em có tìm ra được anh ấy trong đây không. Chị nhìn chị biết không chị? Hả? Mình nhìn mình đoán đi chứ. Đó, còn nữa thì em hai tấm luôn. Đương nhiên là sẽ có cô gái ấy trong hai tấm hình. Hãy nhìn xem cô ấy là ai. Này quá, em nhìn không biết. Thì bây giờ chọn cô nào? Chọn cô này. Chọn cô đó phải không? Thì cầm nguyên cô đó đi, giữ yên đó. Anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh này? Thì em thấy anh nói anh có chơi thể thao thì em thấy chọn anh này. Tất cả cũng chỉ là sự suy đoán. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cửa trái tim. Cánh cửa trái tim này sẽ mở ra và xem chúng ta suy đoán có đúng hay không nhé. Vâng, em chào chị, em tên là Đỗ Thị Ngân. Em sinh năm 1991, năm nay em 33 tuổi. Em quê quán ở Hải Dương và đang làm việc tại Bắc Ninh ạ. Hải Dương, em làm công việc gì? Em làm phiên dịch tiếng Hàn ạ. Mố? Dạ. Oppa đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Oppa là gì em, là anh đó hả? Vâng, là anh ơi. Dạ vâng ạ. Ok. Ủa, phiên dịch tiếng Hàn vậy, công ty chắc người Hàn không hả ta? Vâng, công ty em có cả người Hàn và người Việt ạ. Oppa. Vâng ạ. Rồi để coi một số câu nữa là cái gì ta. Sanahil. Đúng rồi đó rồi. Trời ơi. Rồi ok, thế thì ở trong đó không kiếm được anh người Hàn nào hay sao? Vâng ạ, thực ra là em có 7 năm ở bên Hàn mà cũng không kiếm được anh Hàn nào luôn ạ. Ủa sao vậy em? Có nghĩa là nó khác về văn hóa hay như thế nào mà em không thích á? Thật ra là cũng không có mối với chị, người ta cũng không có nhiệt tình với mình và có thể là văn hóa nó khác. Vâng, ngay cả có thể là do không phải là duyên nên là người ta cũng mình và người ta cũng không có tình cảm gì cả, là không tiến triển được ấy ạ. Alo ạ. Ok em, vậy bây giờ nói điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình một chút xíu. Lý do tại sao chưa có người yêu? Em nghĩ điểm mạnh của em trước ạ. Điểm mạnh của em là nhiệt tình, gọi là rất là ham hiểu biết, ham khám phá, tìm hiểu, có khả năng chụp ảnh và hơi thiên về nghệ thuật một chút. Còn điểm yếu thì có lẽ là cũng có thể là nói chuyện giữa con trai con gái kiểu thả thính thì có vẻ là em không được giỏi cho lắm. Kiểu như là em sống hơi thực tế một chút ấy, thành ra là những cái mà sau khi mà cảm giác nó không có được thật ấy, hoặc là cảm xúc của mình nó không có như thế thì em có thể là kiểu phũ luôn được ạ, có thể dứt luôn ra được, gọi là nói là kiểu giao tiếp không được tốt lắm. Giao tiếp về hướng con trai con gái là không được tốt cho lắm. Và thêm một cái nữa là kiểu da em ấy, tức là em là có một cái nước da nâu đen, nên là em cũng thấy rằng là có thể là vì thế nên là cũng là cái điểm không được, không phải là ưu điểm của em. Còn cái chuyện tình duyên của em thì nó cũng hơi
ngắn, toàn là những cái mối tình khá là ngắn và đều cái mức tìm hiểu thôi, chưa có rõ ràng nữa gì. Theo như em thấy có vẻ là người ta khi mà tiếp xúc với em thì thấy em khá là mạnh mẽ, tự chủ và có phần là mộng mơ một chút, nên là họ cũng không có mạnh dạn tiến đến hoặc là thể hiện hơn với em ấy. Còn phần em thì em thấy khi mà người ta không còn tự tin trước mặt em nữa thì em cũng chủ động là em cũng tách ra luôn, nên là Ừ, nó hơi chắc chắn ok. đoạn đấy. Dạ. Rồi, trời đi học ở nữa ở Hàn đồ quá trời luôn, cái điều kiện cũng ok lắm luôn mà không tìm được. Thế thì bây giờ em muốn tìm người như thế nào? Cho chị về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó luôn nha. Vâng, thì liên quan đến ngoại hình thì em thì không thích những người quá là manly, kiểu như là cơ bắp hay là góc cạnh, thì không phải là gu em. Gu em là hơi nói chung là chỉ ưa nhìn về ngoại hình thì là ưa nhìn một chút, không quá là nam tính quá, muốn mỹ một chút cũng ok. Kiểu như người ta hay bảo rằng là nhìn nó gái, nhìn nó con gái quá thì kiểu xì ta đấy em cũng khá là ưng với em. Về tính cách thì có thể là thiên, có thể là yêu thích nghệ thuật một chút, có thể là thích du lịch, thích khám phá giống như em. Và nếu có thể thì là em thích một người có khả năng về ngoại ngữ, tức là có thể biết thêm một ngoại ngữ nữa. Còn nghề nghiệp thì chắc là em cũng không có một cái giới hạn gì về nghề nghiệp. Độ tuổi thì em nghĩ là mình cũng cao tuổi nên là hiện tại bây giờ liên quan đến phần tuổi tác thì em cũng khá là thoải mái, không có giới hạn về độ tuổi, trừ khi là quá là chênh lệch như là kiểu kém quá 6 tuổi hay là nhiều quá 20 tuổi, thì 15 20 tuổi thì sẽ không ok, còn lại thì bình thường. Còn có thể là em nghĩ là em cần một cái người mà ở gần gũi một chút thì có thể là ưu tiên những anh ở miền Bắc. Còn nếu như mà riêng mà kiểu các chị tìm thấy một người phù hợp với em nhưng mà anh ở miền Nam hoặc là miền khác chẳng hạn ấy, thì em nghĩ là cũng ok thôi ạ. Rồi, ok em. Thì chị thấy tiêu chí cũng rất là rõ ràng rồi. Ừ, nếu mà được chọn á thì chắc là mình đi vào Sài Gòn mình ghi hình được đúng không? Dạ vâng ạ, chị bàn cho em trước thời gian để em chuẩn bị, tại Ừ. vì hiện tại em cũng đang đi À, làm. bên mình sẽ có thể báo cho em trước 1 tuần hoặc là có cái lịch ghi hình sớm thì sẽ báo sớm hơn. Nhưng mà khi mà Vâng. đi xa xa đó thì dĩ nhiên là cũng phải nó cũng có nhiều cái vấn đề mà tụi chị cũng cần phải chắc ăn ở phía em nữa. Đó ha. Dạ vâng, một Ừ, tuần thì em rồi nghĩ nên là chị báo hơi trước vội quá. ghi hình là ở thành phố Hồ Chí Minh đó Dạ vâng, là em biết ạ. ừ ok em Mà báo trước một tuần thôi thì em thấy nó hơi hơi ngắn quá. không không sao, có nghĩa là bên mình có lịch thì sẽ cố gắng báo sớm cho các bạn, À. còn các bạn thì cũng sẽ cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho chương trình mình hai bên thôi, tại vì cái lịch có đôi khi nếu mà không sao, ví dụ tháng này em chưa sắp xếp được thì sẽ báo cái lịch tháng tiếp theo, quan trọng là em còn nhu cầu tham gia thì bên chị sẽ báo lịch cho em Dạ vâng, ha. em hiểu ạ. Rồi ok, cảm ơn Ngân rất là nhiều, rất là nhẹ nhàng Dạ. luôn á. Chị thấy theo kiểu như là hay là Hàn Quốc họ có nhẹ nhàng lãng mạn như trong phim Cũng tùy trẻ, hiện thực thì nó không không có bằng trong phim được, nó em? không đẹp bằng trong phim được. Ừ, rồi nói vậy là chị hiểu rồi đó. Rồi cảm ơn em.